Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của 50mm Việt Nam. Tuần này có vẻ là khá năng suất với mình bởi vì mình đã lên được tận 2 video. Và không biết các bạn có nhớ cái video cách đây khoảng hơn tuần mình làm về những cái điều mà các bạn nên làm khi ở nhà chống dịch không? Thì ở trong đấy nó có một cái mục gọi là nên cơ cấu lại đồ đạc để xem cái gì mà không cần thì bán đi cái thứ ấy. Thì đây bọn mình có 4 thứ ở đây. À xin lỗi, cái này không phải. Cái này không phải. Nhưng rất tiếc 4 thứ và một thứ khác không xuất hiện ở đây là những thứ mà không phải mình định bán đi, mà ngược lại nó mang lại những cái giá trị về liên quan đến cảm hứng cho mình này, nó mang lại cho mình cái sự hữu ích khi mà sử dụng. Và vì thế mình quyết định làm ra một cái video gọi là top 5 những thứ mình yêu thích nhất trong năm vừa qua đi. Và hãy cùng xem nó gồm những cái gì nhá. Món đầu tiên mà mình muốn nhắc đến là một chiếc máy ảnh. Các bạn có đoán ra của hãng gì không ạ? Nó nhỏ này, nó có ống kính liền thân này, nó vẻ ngoài siêu đẹp này. Các bạn đoán ra chưa? Nếu chưa thì mình nói luôn, đấy chính là chiếc Fujifilm X100V. Và nó không có trên bàn này. Bởi vì là chiếc Fujifilm X100V đấy bọn mình chỉ được mượn trong thời gian rất là ngắn thôi. Và nó kiểu như rất là hot ấy, thế là rất khó để mà được mượn nó. Bởi vì nó sẽ chuyển tay vào rất nhiều các photographer đang muốn cầm nó đi chụp thử. Thế thì chiếc máy này có gì mà hot và có gì mà lại làm cho mình muốn đặt lên đầu danh sách này? Như mình nói, cái list này của mình nó sẽ bao gồm những cái thứ mà nó hữu dụng này và nó mang lại nhiều cảm hứng cho mình. Thì cái chiếc X100V này nó đạt luôn cả hai tiêu chí, đấy là vừa hữu dụng lại vừa truyền cảm hứng. Và sau đây là những lý do mình cảm thấy rất thích chiếc máy ảnh này. Đầu tiên là nó đẹp, thứ hai là nó đẹp, và thứ ba là nó đẹp. Và đó là sự thật. Bởi vì là khi mà nhắc đến X100V với mình, mọi người sẽ đều bị ảnh hưởng, tức là đều bị kiểu như là hơi bị ám ảnh một chút về vẻ đẹp của nó. Bởi vì thiết kế của X100V nó lại vừa mang tính cổ điển này, lại có cái hơi thở hiện đại, nó rất là Fujifilm. Bởi vậy nên rất nhiều người thích cái vẻ ngoài chiếc máy này. Tuy nhiên, nếu chỉ có vẻ ngoài thì X100V không thể nào chiến thắng ở hai giải thưởng rất lớn vừa qua. Để mình nói mọi người nghe nhá, X100V đoạt giải vàng cho chiếc máy ảnh compact mà ống kính một tiêu cự ở trên DP Review, chuyên trang về máy ảnh, rất là uy tín luôn. Và mới đây thôi thì X100V lại ăn một giải nữa, là giải máy ảnh compact cao cấp của Hiệp hội Hình ảnh TIPA. Vậy ngoài đẹp ra thì tiêu chí gì đã giúp nó đoạt giải? Thì đấy chính là liên quan đến hiệu năng của nó. Phải nói thật là X100V nó có một cái cấu hình gần giống với XT30 và X Pro 3. Mình nghĩ là gần với X Pro 3 hơn. Ngoài việc nó thừa hưởng cái con chip này, còn thừa hưởng được bộ vi xử lý hình ảnh rất là tốt, thì nó còn có một cái ống kính liền 23mm f2 đời 2. Nó là một sự nâng cấp vượt trội cho X100V so với người tiền nhiệm là X100F. Bởi vì X100F thì cái ống kính của nó khi mà chụp ở gần ấy, tiêu cự gần thì nó hơi sót một chút. Tuy nhiên với X100V thì mọi thứ được giải quyết rồi, rất là đẹp luôn. Thêm vào đó cái khả năng lấy nét, có vẻ như là Fujifilm kiểu như không tiếc tay gì cho chiếc compact này. Thế nên là khả năng lấy nét nó gần giống hệt của X Pro 3 luôn. Cái kiểu như là lấy nét rất là nhanh và chuẩn, nó lấy nét được vào mắt, vào mặt. Nói chung là mình thấy không có gì để phàn nàn về chất lượng ảnh cũng như là khả năng lấy nét của nó. Thêm nữa, chiếc compact này có một cái giả lập phim là Classic Negative. Thì cái giả lập phim này nó kiểu như là nó mới chỉ có chiếc X Pro 3 thôi. Thế là X100V là cái máy thứ hai. Và sau này thì có XT4 nữa. Cái màu này thì cực kỳ đẹp, nói chung là không phải bàn. Và cuối cùng nhưng không kém phần long trọng thì chính là chiếc màn hình của X100V. Bởi vì là với X Pro 3 thì nó có một cái màn hình ẩn. Thì cái màn hình ẩn này sẽ phục vụ kiểu như là nó sẽ phục vụ cho một cái đối tượng chụp ảnh kiểu hardcore hơn so với X100V. X100V thì mình thấy nó rất là phù hợp với những người mà thích chụp ảnh hàng ngày. Nói chung là đấy là một thú vui, hoặc là một cái máy kiểu như là backup chơi chơi, dành cho những bạn mà kiểu làm nghề và muốn có một cái máy ảnh đẹp, chụp ảnh đẹp và để có thể mang đi khắp mọi nơi, bởi vì nó rất là nhỏ gọn và chụp ảnh đẹp. Chiếc X100V hiện tại thì có giá rơi vào khoảng 32 hoặc 33 triệu đồng. Đấy là nếu mình nhớ không nhầm, mình sẽ để link ở dưới mọi người có thể xem. Nói chung đây là một chiếc máy ảnh mà mình vô cùng ưng ý, chắc là sẽ mua rất sớm thôi. Rồi, đồ vật thứ hai rất hữu dụng mà mang lại nhiều cảm hứng không kém, đấy chính là một chiếc ống kính. Và nó có mặt ở đây. Không biết các bạn đoán ra đây là ống kính của hãng nào không ạ? Mình gợi ý là nó chưa bao giờ xuất hiện trên một video riêng của 50mm Nam, mà nó thường là chỉ được sử dụng kiểu như để quay các bài tập của 50mm Nam này, hoặc là nó sẽ xuất hiện ở đâu đó trong video thôi, còn chưa có một tập riêng dành cho nó. Và để mình gợi ý luôn, chắc khó. Đây là chiếc 50mm f1.4 của hệ máy Lumix S, hệ máy full frame của Panasonic. Vậy tại sao chiếc ống kính này lại gây ấn tượng với mình? Mặc dù có chữ Certified by Leica ở đây nhưng mà đấy không phải lý do đâu nhá.
Đó là bởi vì chất lượng hình ảnh vô cùng tuyệt vời mà nó mang lại. Mình nói luôn đây không phải một chiếc ống kính giá rẻ, thậm chí còn là ở mức cao. Nó có giá lên tới 60 triệu đồng. Nó còn có thể gọi là chiếc ống kính 50mm khẩu 1.4 có giá cao nhất trong các hãng phổ thông. Mình không tính các kiểu như Leica hay cái ống kính hiếm nữa nhé. Thì bởi vì Panasonic vẫn gọi là một hãng tương đối phổ thông, thế nên là đây có thể gọi là chiếc ống kính có giá cao nhất trong tầm đó. Và có phải là cứ vì giá cao này thì nó sẽ gây ấn tượng, nó sẽ ra chất lượng hình ảnh đẹp không? Thì câu trả lời là có. Ví dụ cùng trong tiêu cự này, cùng khẩu độ này thì mỗi hãng đều có ống kính. Ví dụ như Canon có 50 1.4, tuy nhiên là nó đã rất lâu rồi và chất lượng hình ảnh thì đối với mình thì nó là một chiếc ống kính không hơn nhiều so với 50 1.8 STM gần đây. Còn với Nikon thì mình thấy cũng tương tự như vậy. Nikon thì lại có một chiếc cao cấp hơn là chiếc 58 1.4, thì mình thấy chiếc ống kính nó cũng khá ổn. Tiếp theo là Sony với 50 1.4 của Zeiss. Nhưng mà Zeiss này thì lại là Sony Zeiss, tức là cái ấy kiểu như là Sony làm, Sony gia công, nhưng mà Zeiss kiểu như là chỉ chứng thực thôi. Và mình thấy là với Sony Zeiss thì không phải ống kính nào cũng thấy đẹp. Mình thấy 35 1.4 rất đẹp, nhưng 50 1.4 thì nó hơi thường. Với mình thì nó hơi thường một chút vì giá nó cũng cao nữa. Cuối cùng là một trong những ống kính hãng Ford mà rất nhiều người nhắc đến, đấy chính là Sigma. Thì Sigma 50 1.4 là một chiếc ống kính có thể nét ngay ở khẩu 1.4 thật. Cũng có thể nét từ tấm da rìa. Mình thì không chắc việc đấy lắm, nhưng mà mình nghĩ là như vậy. Và nó kiểm soát quang sai rất tốt. Đúng là Sigma kiểm soát quang sai rất tốt. Gần như là cái chuyện là viền tím, viền xanh thì nó được xử lý rất ổn. Với các cái phần méo mổ các thứ gần như là nó xử lý được ngon lành luôn. Tuy nhiên nó lại thiếu đi một vài thứ mà nó mang lại cảm xúc cho người chơi ảnh rất nhiều. Đấy là liên quan đến màu sắc, liên quan đến cái độ nổi khối 3D pop. Thì Sigma bị thiếu mất cái điều đó. Và đặc biệt là Sigma có cái độ nét mà đối với cá nhân mình thì nó bị gai người lên. Thì mình không thích nhất điểm đó ở cái ống kính 50 1.4 của Sigma. Những cái điểm mà gọi là thiếu sót trên thì hoàn toàn không có ở trên chiếc ống kính này. Không phải cứ nói nó đắt thì nó sẽ xử lý hết những điều đó, mà là mình muốn nói đến cái công nghệ, để cái chất liệu mà Panasonic và Leica đã đưa vào trong chiếc ống kính này. Và như mình nói, một chiếc ống kính mà mình đánh giá rất cao thì nó sẽ phải có những cái tiêu chí, ví dụ như đấy, chụp ra màu sắc đẹp này, hình ảnh đẹp này, độ nét tốt nhưng không phải là gai người lên. Rồi cái phần out of focus ở vùng bokeh ấy, nó nên chuyển đẹp đẹp một chút. Nó không cần phải tan vào như Zeiss nhưng mà nó cũng phải chuyển tương đối ổn. Rồi xử lý quang sai, các viền tím, viền xanh, rồi kiểu như các cái flare nó thật là ổn một chút. Rất nhiều người nói chuyện là nếu flare biết dùng thì nó sẽ đẹp. Tuy nhiên là mình sẽ thấy là không phải lúc nào mình cũng dùng được cái đó, mà mình thường là mình sẽ cần một chất lượng hình ảnh nó kiểu như là an toàn chắc chắn hơn. Thì mình thấy việc xử lý quang sai tốt nó sẽ ổn hơn. Các cái tối góc các thứ nó xử lý rất tốt trên ống kính này. Ngoài ra thì cái thiết kế của nó rất chắc chắn. Nó kiểu cầm nó rất là đầm, có vòng khẩu tay, vòng lấy nét cũng đủ dùng, nó không to lắm nhưng mà đủ dùng, cái biên độ ok. Nếu có một nhược điểm nào cần nói tới thì chắc là nó hơi to và nặng. Bởi vì là cái dòng Lumix S thì nó cũng không phải là dòng máy bé và nó cũng không nhẹ nhàng lắm, nên là khi mình cắm vào ấy thì mình thấy tương đối là cân bằng, nhưng về tổng thể chung thì tương đối nặng. Và quên mất một nhược điểm khác thì giá của nó không phục vụ ở số đông, thế nên là nói chung là cũng khó để mà tiếp cận. Tuy nhiên là nếu ai mà đi theo dòng Lumix S thì mình rất khuyên là nên có chiếc ống kính này, bởi vì thực sự nó đem lại cảm giác rất khác. Giờ sẽ là thứ đồ thứ ba mình yêu thích, đấy chính là đây. Một thiết bị lưu trữ có tên là WD My Cloud Home. Đây là một thiết bị mà 50mm Việt Nam đã review cách đây khá lâu. Mọi người có thể xem lại review ở đây. Thì chiếc ổ cứng này ngày lúc mà mình làm review thì mới sử dụng thôi. Lúc ấy mình mới sử dụng khoảng 1-2 tháng gì đấy. Thì nó chưa có một cái trải nghiệm rõ ràng. Tuy nhiên đến gần thời điểm này hơn, mình dùng đến bây giờ là gần 1 năm rồi. Hơn 1 năm rồi nhỉ? Hay 1 năm rồi nhỉ? Hay 1 năm rồi nhỉ? Và càng dùng thì mình càng cảm thấy nó hữu ích hơn. Vì nó cho phép mình làm việc ở mọi nơi, ở nhà, ở văn phòng này, xong rồi làm việc trên tất cả các thiết bị, ví dụ như iPhone, iPad, laptop, MacBook, mọi thứ đều online hết, không vấn đề gì hết. Và cho phép nhiều người làm việc cùng một lúc trên nó cũng ok luôn. Trên tay mình thì là phiên bản 3TB. Về phần offline thì mình lưu những cái video sau khi mình render xong thì mình nhét hết vào đây, và một số suộc video quan trọng thì mình cũng nhét vào đây. Còn với phần online thì phong phú hơn, mình thường xuyên lưu các tài liệu này, lưu các cái ảnh lên cái ổ này, copy rất là nhanh. Bởi vì thật ra là mình copy qua cái modem mà mình cắm ở văn phòng ấy, mình copy từ văn phòng ném vào trong cái ổ này cùng chung một đường mạng, thế nên là nó rất là nhanh. Thì khi mà copy xong thì mình hoàn toàn có thể về nhà xử lý được. Đợt này, đợt Covid thì là mình cũng hạn chế lên văn phòng hơn, thường là kiểu như là một ngày lên thì một ngày ở nhà. Thì mình thường xuyên là lưu file lên đây, và
Ví dụ như hôm trước làm trong văn phòng thì hôm sau về nhà vẫn có thể làm được bình thường, hoặc là kiểu như là tối làm chưa xong việc về đêm về nhà lại làm tiếp, thì đều thông qua chiếc ổ này. Và chưa kể là nếu mà mình muốn share cái file thì thay vì việc mình cứ phải kéo upload lên Drive các thứ ấy, thì mình cũng có thể copy vào file vào trong ổ cứng này và kiểu như là chuột phải vào share link như kiểu share link trên Google Drive bình thường. Nói chung là cái thao tác là vô cùng đơn giản. Và nếu như mà ai cần một cái chỗ riêng để mà tải các cái file lên tránh lẫn lộn thì mình hoàn toàn có thể phân quyền cho từng người, mỗi người lại có một cái folder, một cái thư mục riêng để upload lên. Nói chung là vô cùng đơn giản. Nói về tốc độ tải file thì sao? Bởi vì chiếc ổ cứng này cắm trên văn phòng của mình, nó dùng dây mạng LAN ở trên văn phòng của mình luôn, thế nên nó gọi là mạng trong nước rồi, nên gần như nó không ngại các cái vấn đề liên quan đến cá mập cắn hay là đường truyền ra nước ngoài có bị làm sao cả. Hoàn toàn là tốc độ của bạn bao nhiêu thì bạn sẽ được tải về bấy nhiêu. Cơ bản thì mình thấy thường xuyên tốc độ tải về nó sẽ rơi vào khoảng từ 6-8 MB, đấy là ở mạng nhà mình và mạng văn phòng. Tổng quan lại thì các cái công cụ mà lưu trữ đám mây ấy mà có dung lượng khoảng 1 TB thì thật ra là phí hàng tháng của nó không rẻ, và nếu mà nó gặp vấn đề liên quan đến các đường cáp mạng các thứ ấy, thì cũng hơi lằng nhằng một chút. Thì ở đây mình sử dụng cái chiếc ổ này 3 TB, giá của nó nếu mình nhớ không nhầm là rơi vào khoảng 3,7 triệu cho phiên bản này, thì mình thấy cũng khá là ổn. Đặc biệt là cái đường mạng tải về thì mình thấy là chung như nhau thôi. Và nếu cái bạn nào mà lo là vấn đề về kiểu như là bị hỏng dữ liệu bất ngờ ấy, thì các bạn hãy đầu tư lên phiên bản Duo, tức là kiểu ghép thành đôi hai cái với nhau thành cái phiên bản to hơn, thì nó có một cái chế độ giúp cho bạn lưu dữ liệu sang hai ổ, thì chắc chắn cái dữ liệu của bạn rất an toàn. Món đồ tiếp theo vẫn thuộc về danh mục những thứ đồ lưu trữ, tuy nhiên lần này là dành cho những người mà thuộc cái nhóm mình thấy là thuộc cái nhóm mà kiểu làm chuyên nghiệp, làm kiểu như quan tâm đến những cái làm sao để chuyển được cái file dung lượng lớn này, làm sao để copy file thật là nhanh, thật là an toàn này. Ví dụ như copy cái file RAW của những cái máy ảnh mà có cái megapixel to này, xong rồi copy video 4K này, hoặc thậm chí là video RAW luôn. Trên tay mình đấy chính là chiếc SanDisk Extreme Pro Portable SSD E80. Thì chiếc ổ cứng này mình đã làm cái video cũng không lâu, cách đây không lâu lắm đâu. Tuy nhiên là đúng là cứ càng dùng ấy, bắt đầu mới càng thấy là mình rất cần nó, đặc biệt là trong cái mùa Covid này. Là bởi vì mình là một trong những người mà đang phải làm việc qua lại giữa văn phòng và nhà riêng. Và cái việc mà làm video ấy, thì nếu mọi người chưa biết, một lần quay video của mình cái dung lượng thường nó sẽ từ khoảng 64GB lên đến khoảng cả 100GB, bởi vì mình nói lỗi rất là nhiều. Thế nên là mỗi một lần cái xử lý cái đống file đấy ấy, copy về rất là mệt mỏi luôn. Nhưng mà nhờ cái chiếc ổ cứng này ấy, mọi thứ nó đã trở nên dễ dàng hơn rất là nhiều. Mình sẽ nói qua về workflow của mình nhá. Có những lúc thì mình sẽ quay trực tiếp vào cái ổ đấy luôn. Còn có những lúc là mình quay vào thẻ nhớ, như bây giờ mình đang quay vào thẻ nhớ, thì mình sẽ copy thẻ nhớ vào trong cái ổ này và sau đó mình đem về nhà. Khi ở nhà mình sẽ làm cái thao tác gì mọi người đoán ra không ạ? Không phải copy đâu nhá, mình sẽ edit video trực tiếp trên cái ổ đấy luôn. Bởi vì cái máy bàn ở nhà mình ý, thì thật ra là nó không có nhiều ổ lắm, nó chỉ có 2 chiếc ổ SSD thôi. Thì nó có một ổ là 256GB và một ổ là 512GB. Tuy nhiên là mình lại có khá nhiều ảnh trong đấy. Thế nên là nếu mà mình copy mỗi lần suộc vào tầm khoảng 100GB vào đấy ý, thì chả mấy chốc mà nó đầy. Và sau nhiều lần mình edit trực tiếp video trên cái ổ bé tí này này, thì mình thấy là cũng không cần thiết phải copy vào làm gì cả, bởi vì là nó có dung lượng trống nhiều và khi xử lý thì mình không thấy sự khác biệt. Thế nên từ đó về sau là mình không copy vào máy của mình nữa luôn, mà hoàn toàn là edit ở trên ổ này. Ngoài việc như mình làm trực tiếp trên ổ, thì thật ra nếu ai quan tâm đến cái việc mà copy dữ liệu nhanh ấy, thì cực kỳ nên mua chiếc ổ ấy luôn. Tại vì tốc độ copy file từ trong ổ này ra lên đến 1050 MB/s, và tốc độ copy vào của nó cũng rơi vào khoảng, nếu mình nhớ không nhầm, là 500 hay là 700 MB/s ấy, tức là cực kỳ nhanh. Thế nên là với mình đây chính là chiếc ổ mà kiểu như là nếu mà dành cho những ai quan tâm đến cái việc mà trung chuyển cái file mà có dung lượng cao này, kiểu như và cần tốc độ nhanh và an toàn nữa. Chiếc ổ cứng này cũng đang có giá bản 500GB là rơi vào khoảng hơn 3 triệu. Mức giá này thì sẽ nhỉnh hơn cái nhóm mà SSD tầm thấp hơn. Tuy nhiên, nếu mà ai quan tâm đến tốc độ này, quan tâm đến cái khả năng làm việc trực tiếp trên ổ này, thì mình thấy cái khoản đầu tư này là vô cùng đáng giá. Rồi, top 5 đã đến hồi kết. Vậy, món đồ cuối cùng là gì? Mình xin giới thiệu, đấy là chiếc Micro đến từ Dayti, chiếc Deba Pro. Mặc dù đa phần thời gian bọn mình làm video thì đều dùng chiếc mic cài như thế này, vậy tại sao mình lại vẫn nhắc đến chiếc Micro Shotgun này? Bởi vì trong quá trình sử dụng, mình cảm thấy là những chiếc Micro Shotgun như này nó có tính cơ động cao hơn và phục vụ được đa mục đích hơn.
Chiếc VMix D3 Pro này thì bọn mình đã có một video rồi. Tuy nhiên là sau khi mà ngồi xem cơ cấu lại đồ đạc ấy, thì mình cảm thấy chiếc mic này thật sự là một cái sản phẩm mà price and performance rất là ổn. Thế nên là mình đã nhắc lại trong video này. Có thể liệt kê nhanh những ưu điểm của chiếc D3 Pro này. Ví dụ như là tiếng hay, thật sự tiếng rất hay. Hôm nay thì mình đang thu âm đây rồi nên mình sẽ không thu âm một cái mic khác nữa. Tuy nhiên là tiếng của nó thì các bạn có thể xem lại video, tiếng cực hay luôn. Tiếp theo là thiết kế thông minh. Cái sự thông minh này sẽ mang lại những cái tiện lợi nhất định, nhưng có thể nếu bạn dùng ít thì các bạn không nhận ra được. Đầu tiên là nó sẽ có cái phần con chặn ở dưới, ở phần vắn hot su này. Nó sẽ giúp việc gì? Là nó cho phép bạn lùi mic lại một chút, hoặc là tiến mic tới một chút trong vấn đề thu âm. Thì cái này một chút thôi, nhưng mà nó sẽ cho phép bạn điều chỉnh các cái vị trí này. Thì nó có liên quan đến không chỉ là vấn đề thu âm đâu, nó có thể liên quan đến các cái phụ kiện khác, ví dụ như là gimbal hay là cái gắn trên rig. Thì nói chung mình thấy một cái điểm nhỏ thôi, nhưng mà nó thể hiện sự quan tâm của cái team. Tiếp theo là phần mình thích nhất ở cái mic này, chính là cái vòng chỉnh âm lượng theo kiểu từng tí một như này. Bởi vì các hãng khác ấy, nó hay là -10, -20, +10, +20. Tức là cái bước chạy của nó rất là lớn, cái bước tiếng thu vào là kiểu như thay đổi lớn quá. Và nó sẽ không phù hợp với những người mà kiểu như thích chỉnh từng tí một, muốn chỉnh đến đúng cái âm lượng của mình muốn. Thế nên là cái việc mà có cái vòng xoay và chỉnh được từng tí như này ấy, mình đánh giá rất cao đây team. Tiếp theo là khả năng cắt những cái âm mà kiểu như là thấp, trầm mà nó gây khó chịu cho bạn khi nghe, nó kiểu như này này. Thì ở đây có hai mức là 75 và 150 giúp cho bạn cắt những cái âm này. Nói chung là mình thấy là nó cũng khá là thông minh, và kiểu như là cho bạn khả năng cái chuyện là bạn nghe cái sóng của bạn tốt nhất, nghe cái tiếng này, và nó cho phép bạn nghe cái tiếng của mình tốt nhất. Cuối cùng thì là về phần pin. Thật ra cái phần pin này thì mình đánh giá rất cao cái Dayty nhá, bởi vì là nó dùng một cái pin gắn liền với mic. Và cái pin này được sạc qua cổng Type-C, USB Type-C ở đây. Cổng Type-C này thật ra là rất thông dụng, và thêm nữa là nó giúp cho mình sạc nhanh hơn so với cổng USB kiểu như là mini, micro. Đấy là cái Type-C mình thấy sạc nhanh hơn. Và đối với cái mic này thì sạc đầy chỉ mất khoảng đâu đấy khoảng không đến 1 tiếng thì đã đầy rồi, và có thể dùng rất lâu. Chiếc Dayty VMix D3 Pro này thì đang có giá là 199 đô, tức là sấp xỉ như ông đấy khoảng tầm 4,5 triệu hoặc 4,7 triệu gì đấy. Tuy nhiên ở Việt Nam có một số bên bán thì nó giá đang khoảng gần 6 triệu. Nhưng mà sắp tới mình nghe nói là Dayty sẽ có nhà phân phối chính thức ở Việt Nam, thì chắc là sẽ có giá tốt hơn và sẽ kiểu có cái bảo hành. Nói chung là chính hãng bảo hành thì chắc là sẽ là một đổi một thôi, thì sẽ là ngon hơn nếu mà mua những hãng trôi nổi. Vì thế các bạn đã định mua thì đợi thêm một chút nhé. Ok, vừa rồi là top 5 những thứ đồ liên quan đến kiểu nhiếp ảnh, để quản lý file mà mình mới nhận ra trong cái thời gian vừa rồi. Thì không biết các bạn là có cái đồ gì mà truyền cảm hứng cho các bạn này, đồ gì mà kiểu như là các bạn dùng để hữu ích nhất ấy, để comment cho mình nhá. Ngoài ra các bạn thấy đồ nào trong cái top 5 vừa rồi của mình hay hay mà muốn tìm hiểu thêm, muốn hỏi thêm thì đừng ngại comment luôn. Thế nhá, đừng quên like video này, subscribe kênh, bấm chuông luôn, và chia sẻ cái video này để cho những người mà cùng sở thích với bạn. Thế nhá, xin chào và hẹn gặp lại.